những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Ai đã làm gì khiến Harugon giận tím mặt phải viết status bóc phốt, không phải tiền của mình là xài hao vậy sao? Dòng trạng thái mới của Harry khiến dân tình xôn xao tò mò không ngớt. Lâu nay Harry Won luôn gắn bó phong cách đáng yêu nhưng không kém phần lém lỉnh lầy lội. Cũng chính vì quá quen với hình ảnh đó mà nhìn cô nàng lên tiếng bóng gió nhân vật nào đó trên Facebook của mình, nhiều người cảm thấy không quen cho lắm. Chuyện là cách đây vài phút trước, nữ ca sĩ bộc bạch nỗi bức xúc khi biết đến một kiểu người ở nhà mình thì tiết kiệm từng đồng, còn đến nhà người ta thì mang dép vào nhà, bật máy lạnh mà mở hết cửa. Bà xã Trấn Thành chốt lại với câu đầy khó chịu: không phải đồng tiền của mình là xài hao vậy cũng được sao? Chẳng biết Harry Won đang đề cập đến ai, nhưng hiện tại cả cộng đồng mạng đang truy lùng tên tuổi của người này. Rốt cuộc ai đã làm Harry Won tức giận đến như vậy? Rõ ràng để làm một người vốn hòa đồng chẳng bao giờ động chạm ai như Harry Won giận tím mặt, thì đây đích thị chẳng phải vấn đề nhỏ. Nhưng mạng sau đó đã bàn tán rôm rã và khoanh vùng những cái tên thuộc diện nghi vấn. Rất đông ý kiến tán thành của dòng kênh Cứ Đi Đi về cách cư xử thiếu văn minh của một bộ phận. Đúng rồi ái chị, em hiểu cái cảm giác đó, vì nhà em cũng từng bị như chị, em nhìn mà bức xúc. Có nhiều người rất thiếu ý thức và họ nghĩ đồng tiền không phải họ làm nên họ cứ xài thoải mái, phải dùng biện pháp mạnh đó chị. Vốn là người được nhận xét dễ tính nên dòng trạng thái khó chịu của Harry Won khiến dân mạng không khỏi hoang mang. Nhiều ý kiến cho rằng để một người hòa đồng như Harry giận đến mức này thì chắc chắn không phải chuyện vừa. Cách đây không lâu, Harry cũng chia sẻ một status ngắn trên trang cá nhân, than vãn về chuyện tiền bạc. Nữ ca sĩ bày tỏ sự hối tiếc vì sự phung phí và cho rằng cần phải tiết kiệm hơn để có một khoản dư. Trên trang bị gây bão mùa dịch của Sao Việt, Quyền Linh cực hài, Nhã Phương Thúy Ngân mặc áo mưa vẫn thời thượng đừng hỏi. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhiều Sao Việt sử dụng đủ combo chống dịch Covid-19, gồm áo mưa, khẩu trang, mặt nạ bảo hộ và găng tay khi xuất hiện tại nơi công cộng. Những ngày vừa qua, người dân trên cả thế giới nói chung và người dân tại Việt Nam nói riêng đang dành nhiều sự quan tâm cho diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Hiện tại ở Việt Nam đã ghi nhận ca nhiễm thứ 47, khiến người dân càng thêm cẩn trọng để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Ngoài việc các trường học tiếp tục cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn sức khỏe, mỗi người dân cũng có ý thức để bảo vệ bản thân cùng những người xung quanh trong mùa dịch. Với các nghệ sĩ Việt, rất nhiều người đã phải hủy show đến hết tháng 3 hoặc hạn chế nhận lịch, tự cách ly với người thân để đảm bảo an toàn sức khỏe đến mức tối đa. Không nằm ngoài sự chú ý của dư luận, nghệ sĩ Việt cũng có loạt hành động thể hiện ý thức để góp phần đẩy lùi dịch bệnh, trong đó loạt khoảnh khắc đặc biệt gây sốt trên mạng xã hội và được nhiều fan truyền tay nhau chia sẻ, đó chính là thời trang mùa dịch bệnh Covid-19 của Sao Việt. Phạm Quỳnh Anh sử dụng chiếc mũ chống dịch đang gây sốt trong thời gian vừa qua. Với chiếc mũ chống dịch, Diệp Lâm Anh vừa khoe trọn được layout makeup, vừa đảm bảo được an toàn cho bản thân. Nghệ sĩ Quyền Linh khiến khán giả không khỏi bật cười khi trùm áo nhựa kín mít từ đầu đến vai. Nhã Phương Thúy Ngân trông cực kỳ thời thượng trong bộ đồ chống dịch kết hợp với bút cao và túi đeo ngang hông. Vợ cũ của Việt Anh với thời trang sân bay cực kỳ an toàn. Bộ đồ này có hơi nổi bật, nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, dù phải diện áo mưa suốt chuyến bay, Quế Vân cũng chấp nhận. Nhã Phương trách Trường Giang không bao giờ cho vợ tham gia các thử thách trên game show. Mời rất nhiều nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt đến chương trình, muốn ăn phải lăn vào bếp. Nhưng Trường Giang bỏ qua mong muốn tham gia của bà xã Nhã Phương. Mới đây trên trang cá nhân, Nhã Phương chia sẻ dòng trạng thái mang tính hờn dỗi Trường Giang khi không cho cô tham gia game show muốn ăn phải lăn vào bếp. Nữ diễn viên cho hay, ông xã mời nhiều nghệ sĩ trong showbiz đến, còn cho họ thử nhiều trò chơi cảm giác mạnh. Nhưng từ hồi yêu nhau đến hiện tại đã về chung một nhà. Nhưng Trường Giang không bao giờ đồng ý cho Nhã Phương thử bất kỳ thử thách nào. Từ ấp ba Chí Thiện đến bé Quỳnh Anh, ai ổng cũng rủ thử thách cảm giác mạnh, mà từ hồi yêu nhau đến giờ, chưa bao giờ đồng ý cho vợ thử thách hết. Không hiểu tại sao có ai trả lời giùm tôi không, Nhã Phương chia sẻ. Nhã Phương trách Trường Giang không cho mình tham gia vào các thử thách trong game show. Nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ mong muốn Trường Giang sẽ mời Nhã Phương tham gia chương trình Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp, để cả hai vợ chồng nghệ sĩ này có những trải nghiệm thú vị cùng nhau. Trường Giang và Nhã Phương đã cưới nhau được gần 2 năm.
cả hai có với nhau một em bé, Destiny, hiện đã hơn 1 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ, khi Trường Giang luôn thể hiện là người yêu chiều, chăm sóc cho bà xã Nhã Phương từng chút một. Từ bữa ăn đến giấc ngủ, Nhã Phương dành thời gian sau khi kết hôn để làm tròn thiên chức của một người mẹ. Cô không nhận phim và hạn chế tham gia sự kiện giải trí. Thời gian gần đây, Nhã Phương mới rụt rịch trở lại khi bắt đầu đi quay dự án phim mới và xuất hiện trên truyền thông nhiều hơn. Nhã Phương ngày càng xinh đẹp rạng rỡ sau khi kết hôn với Trường Giang. Trường Giang hé lộ mối quan hệ của Thúy Ngân và Trương Thế Vinh. Tin đồn hẹn hò của Trương Thế Vinh Thúy Ngân vẫn chưa có hồi kết. Mối quan hệ đó càng được hé lộ qua chia sẻ của Trường Giang. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, Trương Thế Vinh Thúy Ngân hợp tác với nhau trong nhiều chương trình truyền hình. Bước sang năm 2020, họ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong vai chính trong một bộ phim truyền hình. Sự thân thiết của bộ đôi từ trong các hoạt động nghệ thuật đến ngoài đời khiến cả hai vướng nghi án tình cảm. Trong buổi gặp gỡ ăn uống cùng hội bạn bè có sự tham gia của Lâm Vĩ Dạ, Ninh Dương Lan Ngọc cách đĩa thơm, Thúy Ngân Trương Thế Vinh còn bị phát hiện đeo đồng hồ đôi. Trường Giang cà khịa chuyện Trương Thế Vinh Thúy Ngân. Xuất hiện trong buổi quay chương trình mới do Trường Giang làm hot, Trương Thế Vinh bị ông xã Nhã Phương cà khịa về chuyện tình cảm với nữ diễn viên gốc Tiền Giang. Mười khó giới thiệu Lâm Vĩ Dạ với Trương Thế Vinh. Là cặp tình nhân game show còn người tình bị đồn là Thúy Ngân. Giọng ca tình yêu hoa gió kêu oan, tự dưng bị đồn. Trường Giang nhanh nhậu đáp ai biểu chụp hình tự sướng trên xe đồ. Lâm Vĩ Dạ đứng cạnh đó cũng lên tiếng bênh vực. Chỉ là anh em Quán Giang đi chung xe là chuyện bình thường, Trường Giang tiếp tục cà khịa. Quán Giang thì đừng khoe hình, không thể nói lại với Trường Giang Trương Thế Vinh đổ lỗi cho Thúy Ngân. Trương Thế Vinh tức giận trước tin đồn hẹn hò Thúy Ngân. Từ sau cuộc tình tan vỡ với nữ cơ trưởng của một hãng hàng không, Trương Thế Vinh gần như kín tiếng về đời tư. Trước nghi án hẹn hò với bạn thân của Nhã Phương, nam ca sĩ gốc Đà Nẵng có phần khó chịu, làm ơn để yên cho bọn con làm nghề nha mấy thánh. Dù Trương Thế Vinh đã một mực phủ nhận nghi án tình cảm, nhưng cộng đồng mạng vẫn soi được nhiều khoảnh khắc nghi ngờ họ có tình ý với nhau. Thiết nghĩ, nếu việc cả hai có hẹn hò là sự thật đi chăng nữa, thì khán giả cũng ủng hộ thôi, chứ đâu có gì mà Trương Thế Vinh phải căng đến mức đó. Hành động tích cực của Hà Anh Tuấn, Việt Tú, Phượng Râu giữa dịch Covid-19. Hà Anh Tuấn tặng 3 phòng cách ly áp lực âm cho các bệnh nhân nhiễm bệnh trị giá gần 2 tỷ đồng. Ca sĩ Việt Tú tung ca khúc dành tặng các chiến sĩ trên mặt trận chống Covid-19. Ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng các mạnh thường quân vừa tặng 3 phòng điều trị cách ly áp lực âm nhập khẩu trọn gói từ Đức về Việt Nam. 25.000 euro tương đương 650 triệu đồng một phòng. Dành cho bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm virus Covid-19 cũng như các trường hợp bệnh nhân cần cách ly khác. Được biết với sự tiếp nhận nhiệt tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất từ lãnh đạo tỉnh và thành phố cùng Sở Y tế Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, từ ngày 3 tháng 3 đến 12 tháng 3 2020, đoàn chuyên gia kỹ thuật của Tập đoàn Đức đã đến làm việc và tiến hành thiết lập, chuyển giao để vận hành đưa vào hoạt động 3 phòng cách ly áp lực âm theo đúng tiêu chuẩn của WHO và USCDC tại Bệnh viện Dã Chiến huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vào ngày 9 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Long Biên, Hà Nội vào ngày 12 tháng 3. Hà Anh Tuấn tài trợ 3 phòng cách ly áp lực âm phòng chống dịch Covid-19. Ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ, tôi xem đây là việc mình phải làm và quan trọng là có cơ hội đóng góp một chút nỗ lực trong tổng thể công cuộc chống dịch của đất nước. Lúc thuận lợi hay khó khăn, việc được sống, trải nghiệm và chia sẻ cùng cộng đồng và quê hương đã là một vinh dự. Điều tôi thấy hạnh phúc là khi kêu gọi gia đình bạn bè thân thiết xung quanh, tất cả đều sẵn lòng, tham gia tuyệt đối, với mục đích duy nhất là vì một sức sống mạnh mẽ và mạnh khỏe của Việt Nam. Sắp tới, tôi cùng bạn bè sẽ tiếp tục, tiếp cận chủ động, đề nghị tài trợ tiếp cho những tình hình khác dựa trên nhu cầu diễn biến thực tế của cơn dịch lần này. Trong khi đó, ca sĩ Việt Tú vừa thực hiện ca khúc Ngủ một chút đi anh, sáng tác Tô Vân, để cổ vũ toàn dân chống Covid-19. Việt Tú và nhạc sĩ Tô Văn xin phép được gửi tặng món quà nhỏ tới toàn thể những người anh hùng thầm lặng xả thân vì chiến dịch, vì đất nước, các ban ngành chính phủ, Bộ Y tế, các y bác sĩ và toàn thể những người dân Việt Nam một ca khúc mới, với mong muốn bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ,
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước nói chung, các ban ngành cùng những chiến sĩ quả cảm nói riêng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, bài hát tôn vinh công lao và động viên của cô chú anh chị đang ngày đêm phối hợp chống dịch trên các mặt trận mà Việt Tú và tác giả trân trọng được gọi với cái tên triều mến là Tư lệnh, mong rằng ca khúc này sẽ lan tỏa được đến với nhiều người cùng tinh thần đoàn kết chống dịch, Việt Tú chia sẻ. Nghệ sĩ Vượng Râu cũng vừa hoàn thành phim hài ca nhạc Eo ơi Gen Covid, dài 15 phút chủ yếu nói về thối đầu cơ tăng giá khẩu trang, nước sát khuẩn và không chịu hợp tác của một số người theo quy định cách ly của nhà nước. Thông qua phim hài ca nhạc, anh muốn truyền tải thông điệp bình tĩnh là chiến thắng đẩy lùi Covid-19. Những lúc này hạn chế ra đường và đến nơi đông người cũng là một điều đóng góp tích cực cho phòng dịch. Nhà tôi có thói quen càng đông càng né, kể cả ngày thường, còn tôi nghệ sĩ phận mỏng cánh chuồng, ngẫm mình chả làm được gì to tát để dập dịch thì bỏ tiền quay tiếp clip tuyên truyền tích cực phòng chống virus Covid-19, Phượng Râu chia sẻ.